Có một người đàn ông kia, có một người đàn ông kia đứng giữa một đám đông và ông ta lấy ra một tờ mệnh giá 100 đô. Ông ta hỏi mọi người rằng có ai ở đây có muốn lấy cái tờ giấy 100 đô này không? Có lấy tờ mệnh giá đồng tiền 100 đô này không? Thì mọi người đều giơ tay lên rằng tôi muốn có nó. Sau đó ông ta suy nghĩ một chút và ông ta gấp tờ giấy tờ mệnh giá 100 đô lại. Và ông ta lại hỏi nữa, có ai còn muốn cái tờ mệnh giá đồng tiền 100 đô này nữa không? Thì mọi người đều giơ tay lên rằng tôi muốn. Ông ta lại suy nghĩ một chút, sau đó ông ta lại gấp cái đồng tiền này lại thành 4 lần. Và ông ta lại hỏi, thì sau khi tôi gấp cái đồng tiền thành 4 lần như vậy, thì có ai còn muốn cái đồng tiền 100 đô này nữa không? Thì mọi người lại nháo nhào lên và trả lời rằng chúng tôi vẫn muốn nó. Sau đó ông ta hơi bực mình một chút và ông ta vo cái đồng tiền này lại và ông ta giục xuống đất. Và ông ta lúc này lại hỏi, lúc này tôi vo đồng tiền này vậy thành như vậy, tôi giục xuống đất này nữa, như vậy mọi người còn muốn nó nữa không? Thì mọi người cũng lại trả lời rằng chúng tôi vẫn muốn nó. Sau đó thì ông ta hỏi, tại sao khi đồng tiền nó còn thẳng như vậy và khi đồng tiền tôi vo thành mà tôi giục xuống đất như vậy mà mọi người đều muốn nó? Thì mọi người đều trả lời rằng dù anh có vo đi chăng nữa hoặc anh có để thẳng ra chăng nữa thì giá trị 100 đô để mua được những gì trên đời nó còn nguyên trang cái giá trị như vậy. Thì lúc này ông mới dừng lại giây phút và ông nhìn mọi người và ông nói với mọi người như vậy: giá trị cuộc đời của bạn và giá trị cuộc đời của tôi chắc chắn rằng nó sẽ quý hơn tờ 100 đô này gấp vạn lần, gấp nhiều lần. Có những lúc trong đời sống của mình, chúng ta được thăng chức, chúng ta được tiền tài, chúng ta được tiền của, chúng ta được danh vọng. Nhưng mà thực tế, giá trị của bản thân mình, của bản thân của chúng ta, thực tế giá trị của chính mình, của con người mình thì cũng chẳng gì thay đổi cả. Khi mà mình hiểu được việc đó, thì những lúc mà mình có được những cái thành công, thành tựu trong cuộc đời thì mình chúng ta không có kiêu căng, kiêu ngạo. Mà những lúc đó tính cách của mình rất là humble, nghĩa là mình biết cái sự khiêm nhường, khiêm tốn đó. Tại vì mình biết rằng dù gì chăng nữa thì bản thân mình cũng chỉ có giá trị tới đó thôi, còn những đó là những vật bề ngoài, ngoài thân mình mà thôi. Và cũng như vấn đề đó thì có những lúc trong cuộc sống của mình có những lúc không được như ý, có những lúc cuộc đời chà đạp mình, đẩy mình xuống tận cùng của xã hội, những lúc mà không còn ai coi trọng mình nữa, có những lúc mà không còn ai bên mình nữa, thì mình cũng tự phải biết được rằng mình, giá trị của bản thân mình cũng chẳng có gì thay đổi cả. Giá trị của mình vẫn còn nguyên như vậy. Thì những lúc đó chúng ta không mất niềm tin vào bản thân, không mất đi cái sức mạnh để chúng ta có thể vực dậy được bản thân. Tại vì giá trị của mình luôn luôn là không có gì thay đổi hết. Khi mà mình tìm được cái giá trị mình không có gì thay đổi hết thì cuộc đời của mình sớm nào mình cũng có thể hiểu được rằng những gì mình cần phải làm. Đó là câu chuyện đầu tiên. Nào, câu chuyện thứ hai, đó là một bác nông dân kia và một chú lừa. Có một bác nông dân và một chú lừa, hai người đó một buổi chiều thì hai người đó đi ra đồng ruộng của nhà mình. Thì trên con đường đi ra đồng ruộng của nhà mình thì chẳng may bác nông dân và chú lừa rớt vào cái giếng. Chẳng may trượt chân và rớt vào cái giếng. Cái may mắn là cái giếng đó là giếng khô, cái giếng là không còn nước nữa. Thì sau khi rớt vào cái giếng thì bác nông dân mới la lên: bà con ơi, có ai cứu tôi không? Tôi rớt vào giếng rồi. Thì có những người nông dân ở gần đó, họ tới đó và họ thả cái sợi dây xuống và cứu bác nông dân kia ra. Khi bác nông dân kia ra, khi ra được khỏi cái giếng rồi thì bác nhìn xuống cái giếng thì bác thấy con lừa nó vẫn còn trong đó. Thì bác nông dân lúc đó mới nghĩ rằng cái giếng này thứ nhất là nó không còn nước nữa, có nghĩa là cái giếng không còn giá trị cho vấn đề làm ruộng và cho vấn đề của bác đó, bác nông dân nữa. Cái thứ hai, chú lừa này đã đi với bác rất là lâu năm rồi và chú lừa bây giờ là rất già rồi, cũng sẽ không chở được cái gì nặng nữa và cũng không làm được những việc gì cho bác ta nữa. Thôi một công đôi ba chuyện,
thì hôm nay chú lừa đã rớt vô trong cái giếng này rồi, và cái giếng này cũng không còn nước nữa, nên bác nghĩ tốt nhất là lấp nó lại. Thì lúc đó bác mới nhờ mọi người trong hàng xóm của bác lấy xẻng ra, cuốc ra và bắt đầu xúc đất đổ xuống cái giếng, trong cái giếng đang có chú lừa. Thì chú lừa thấy những miếng đất đổ lên người mình thì chú lừa lúc đó thấy bắt đầu thấy buồn. Thế đó chú có kêu lên những cái tiếng giống như cái tiếng ai oán, những tiếng khóc than vậy đó. Thì chú nhìn lên và nhìn ông chủ của chú ở bên trên miệng giếng và chú rên rỉ khóc lóc. Nhưng mà sau khi rên rỉ khóc lóc được khoảng 10-15 phút thì chú mới nhận ra rằng dù có rên rỉ khóc lóc thì chăng nữa cũng không làm thay đổi được ý định của người chủ, của những người bên trên kia đang xúc đất và đổ xuống cái giếng của chú. Thì lúc đó chú mới không khóc nữa, chú mới gục đầu xuống và chú giữ lại cái hơi sức cuối cùng của chú để mỗi lần mà những cái mảnh đất đó, những cái miếng xẻng xúc đất đó đổ đất lên người chú, từ bên trên miệng giếng đổ xuống lên người chú, chú lừa đó chú mới lắc nó ra, chú lắc người chú vậy để cho những cái mảnh đất đó nó rớt ra khỏi người. Và cứ vậy từng xẻng đất đổ xuống, từng xẻng đất đổ xuống, và chú lừa đó cứ lắc cái người đó thì những đất nó rớt ra khỏi người chú. Thì chú cứ đó cứ bước lên những cái mảnh đất mà những miếng đất mà họ đổ xuống, cho tới một lúc khi những cái đất đã lấp đầy miệng giếng cũng là lúc chú lừa bước ra được khỏi cái giếng đó và chú tự mình cứu sống bản thân mình. Câu chuyện này dạy cho mình được cái gì? Có nhiều khi cho cuộc đời của mình, có nhiều khi cuộc đời của mình đã đi phục vụ và đã mang lại những cái lợi ích, đã mang lại rất nhiều cho những người thân quen yêu thương của mình. Có những người mà mình nghĩ rằng không thể nào mà cả đời họ có thể làm vấn đề đó cho mình, những lời xấu xa đó đối với mình. Nhưng mà không ngờ có một ngày nào đó họ có thể trở mặt và làm những việc đó đối với mình. Khóc lóc, than van, đó là những hành động rất là bình thường của một con người. Ai cũng vậy cả, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn đều luôn luôn có những vấn đề đó là khóc lóc và than van. Nhưng có tới một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng khóc lóc than van không giải quyết được gì cả. Tốt nhất chúng ta không khóc lóc than van nữa. Và hãy lấy những cái khóc lóc than van đó trở thành những cái sức mạnh cho bản thân mình. Mà cuộc đời nhiều khi nó đâu phải nó đơn giản vậy đâu. Hết sóng gió này tới, sóng gió khác tới. Nhiều khi mất việc làm, gia đình, người bệnh, đủ vấn đề hết, tai nạn, sức khỏe. Hết sóng gió này gửi tới, sóng gió khác gửi tới. Thì vẫn là cái tốt nhất là chúng ta đối diện với nó, từng sóng gió một, và chúng ta sẽ gạt nó ra giống như chú lừa vậy đó. Và chúng ta lắc nó để cho nó rớt xuống và chúng ta bước lên những cái khó khăn khốn khổ đó cuộc đời chúng ta. Và hy vọng rằng có một ngày đẹp trời nào đó thì chúng ta cũng như chú lừa sẽ bước ra khỏi cái miệng giếng đó và chúng ta một lần nữa lại hồi sinh và sống lại. Thì hy vọng hai câu chuyện vừa rồi, một câu chuyện dạy cho mình hiểu được cái giá trị của bản thân mình. Dù gì chăng nữa, giá trị không bao giờ thay đổi của bản thân mình. Hai là sự kiên trì trong cuộc sống của mình để đối diện với những sóng gió cuộc đời nhiều khi dồn dập tới bản thân mình. Hy vọng hai câu chuyện vừa rồi, hai cái ý nghĩa vừa rồi có thể giúp được rất nhiều bạn ra ngoài bên kia. Có những vấn đề trong cuộc đời, có những vấn đề trong cuộc sống, để mọi người có thể tự tin sống tốt, sống đàng hoàng. Nếu các bạn thấy hay xin chia sẻ với người khác. Chỉ là một lời chia sẻ với mọi người, mình thấy cái hai câu chuyện này khá hay nên mình muốn chia sẻ với mọi người, để hy vọng mọi người cùng thấy những gì hay để mà làm cho bản thân mình, không những bản thân mình gì hay mà làm cho những người xung quanh, những người mà gần gũi mình trở thành tốt hơn. Vậy nha, xin cảm ơn mọi người theo dõi. Xin gặp lại mọi người lần tới. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Ok, bye bye.